Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện khởi công dự án cao tốc hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, làm thỏa lòng mong ước của bao người dân trong vùng dự án. Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hình thành sẽ kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển nước sâu Trần Đề là đòn bẩy tạo ra động lực đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sóc Trăng nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, tôi xin trân trọng và cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương và sự hỗ trợ tích cực của các tỉnh, thành phố trong thời gian qua. Thay mặt tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Ban chỉ đạo, tôi xin báo cáo tóm tắt dự án thành phần 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau. Dự án có chiều dài 58,37 km, đoạn qua tỉnh Hậu Giang dài 0,47 km, đoạn qua tỉnh Sóc Trăng dài 57,9 km, đi qua 3 huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên và huyện Trần Đề. Tổng mức đầu tư 11.961 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 1.794 hộ bị ảnh hưởng với diện tích khoảng 331 hectare. Đến thời điểm này đã chi trả và bàn giao đạt 82%. Riêng đoạn qua địa bàn của Mỹ Xuyên, dự lễ khởi công hôm nay đạt 98%. Tỉnh Sóc Trăng quyết tâm đến cuối năm 2023 sẽ giải phóng mặt bằng đạt 100% theo nghị quyết số 91 của Chính phủ. Để hoàn thành thủ tục theo đúng quy định, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở ngành, chủ đầu tư, công tác chuẩn bị dự án, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả rất cao. Đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án đã sẵn sàng nhường đất, dời nhà, di dời các công trình và mồ mả, giao mặt bằng phục vụ việc thi công, xây dựng công trình dự án. Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, quý đại biểu và toàn thể nhân dân, xác định việc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, tỉnh Sóc Trăng cam kết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung một số nội dung sau. Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân trong suốt quá trình thực hiện, bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng trước ngày 31 tháng 12, 2023. Thứ hai, chỉ đạo chủ đầu tư, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo đúng tiến độ hợp đồng, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, lao động tuyệt đối, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh thất thoát và lãng phí. Thứ ba, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh An Giang, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ và tranh thủ sự ủng hộ về chuyên môn, kinh nghiệm của các bộ ngành trung ương, nhất là Bộ Giao thông Vận tải, để tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắt. Thứ tư, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu tại nghị quyết số 91 của Chính phủ